Nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cúi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá trong video này, chúng ta sẽ gồm có những gì các bạn, rất là nhiều bộ chuyện mới chúng ta sẽ tiến hành review và khám phá trong cái video này các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ có là nhiệm vụ tối thượng nhà Dracula tập 8 nè. Tập tiếp theo, tập 9 của 3x3 ai cô bé ba mắt nha các bạn, tập 9 một cái bộ chuyện khá là đẹp các bạn. Tiếp theo chúng ta có tập 9 của Mỹ Vị Hầm Ngục luôn, Mỹ Hầu Gan Dài, chúng ta lại quay về với biểu hiện một hai phiên bản nha các bạn, phiên bản thường và phiên bản đặc biệt. Chúng ta có Solo Evelyn tập 3 nha các bạn, một bộ chuyện full mao. Tiếp theo chúng ta có tập 4 của New Game tập tiếp theo, và chúng ta sẽ có tập cuối cùng của Rồi Hoa Sẽ Nở kèm theo box set theo bản giới hạn và bản đặc biệt. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình, các bạn có quyền tự chọn nha các bạn.